Ngày 30 tháng 9 năm 2024, thứ hai tuần 26 thường niên, Luca chương 9, câu 46 đến câu 50, suy niệm tin mừng. Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và Chúa Giêsu đã trả lời, kẻ nhỏ nhất lại là kẻ lớn nhất. Chúa muốn dạy ta rằng, người khiêm nhường phục vụ như Chúa là người lớn nhất trong nước trời. Như các môn đệ ngày xưa, con cũng thích địa vị và đi tìm chỗ nhất cho mình. Con muốn hơn người khác và trở nên cao trọng bằng cách tự tôn mình lên hơn là sống theo đường lối của Chúa. Sở dĩ con không áp dụng phương thế của Chúa là vì con chưa hiểu được hình ảnh trẻ thơ bé nhỏ đối với Chúa lại cao đẹp và vĩ đại biết bao. Chính thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu hơn ai hết đã chọn cho mình con đường thơ ấu thiêng liêng, một con đường ngắn nhất để nên trọn lành. Lạy Chúa, suốt cả cuộc đời, Chúa đã phục vụ con người như một tôi tớ. Cuộc đời Chúa cho con hiểu rằng, để trở nên cao trọng, con phải sống khiêm nhường phục vụ như Chúa. Xin cho con luôn trở nên nhỏ bé trước tình yêu Chúa, để con luôn sống đơn sơ phó thác vào Chúa. Xin cho con biết noi gương Chúa như khi Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để con cũng biết yêu thương phục vụ anh em, nhất là những anh em hèn mọn, nhỏ bé. Xin cho con xác tín rằng, khi con ích kỷ, yêu chính mạng sống mình, con sẽ mất nó. Nhưng khi con quên đi bản thân mình trong cuộc đời phục vụ tha nhân, con lại gặp chính mình. Và lạy Chúa, xin cho con được lớn lên trong Chúa Thánh Thần, để được trở nên cao trọng trong cung lòng Thiên Chúa. Amen.